Alo anh em nghe, lâu quá rồi không có quay gắn cho anh em xem. Hôm nay mình quay gắn cho anh em xem nè. À, kỳ vậy. Nó thòng xuống anh em ơi. Gắn này nó mới ăn mồi, nó mới ăn, mình chưa cho ăn xong. Làm quá ăn lát nó ấu mồi anh em. Đó. Thì gắn này mình cũng đang tập dưỡng cho ăn cá để mình giao cho khách nghe anh em. Thì nói chung này cũng 70-80 con rồi đó. À, dường như khách thì gắn thì nó ăn mồi rồi nè, ăn một con to nè, còn không cái con bự thì cái ngón tay tay giữa mình luôn nè, còn con nhỏ thì nhỏ hơn, con nào nó ăn mồi nhiều thì nó mau lớn thôi. Trong một bầy thì mình cho nó ăn thì từ từ nó cũng lọt trọt à, chứ không có không, không bao giờ điệu chân, trừ khi mình lựa ra con nào to thì mình lựa riêng riêng bầy ra. Cái mùa gọi nghe anh em. À, cái mùa gọi là cái mùa khoảng tháng 12, tháng 11, 12 tháng giêng rồi đó. Thì mấy cái tháng đó làm như năm năm rồi, thời tiết nó hơi khó nuôi anh em. Thời tiết nó hơi khó nuôi nên cả mình và một số cái trại cũng gì nữa là gắn con nó mới nở ra nó hay bị hao. Nên nó dưỡng lên con gắn con gắn mà nó ăn mồi được cũng ít lắm, nó không nhiều. À, năm nay là năm chung là nó thời tiết nó kỳ lắm. Thời tiết nó rất là kỳ. Anh dưỡng gắn nó cũng 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 hao bị nhiều, nó cắn nhau chết cũng có nữa. Bị gì gắn này nó thuộc loại là nó hay cắn nhau lắm. Chịch chịch chút xíu là nó quất nhau, là nó mình không hay là nó ngợp chết ngắt. Nên là mình nuôi thì nói chung là mình cho phải lúc nào gắn con ngày nào cũng bỏ mồi vô hết nha. À, ngày nào cũng bỏ mồi vô hết đi rồi nó ít có tình trạng nó cắn nhau nó nuốt chết lắm. À, rắn cái này là ok anh em à. Nói chung là cũng đang cái này là thì mình cũng đang dưỡng cho ăn cá. Rắn này đang ăn cá rồi nghe anh em, nhưng mà mình muốn dưỡng rắn cho nó ăn mạnh để mình giao cho anh em thôi. Ôi dục. Rồi mình chào anh em nha.